Xin chào các bạn, kênh Basi Rose của mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo là móc mũi đơn giảm bớt một mũi đơn. Đầu tiên mình sẽ móc một mũi 10 mũi bính. Mình sẽ bỏ một mũi đơn mặc định đầu tiên, bắt buộc là phải bỏ một mũi bính đầu tiên chứ, và mình sẽ móc vào chân bính thứ hai, chân bính kế tiếp mình sẽ móc thêm mũi đơn hoa văn hình chữ V, sẽ để kim ở dưới sợi len, kéo len qua để trên kim có hai sợi len, đâm kim vào chân bính thứ ba, chân bính kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 3 vòng len, để kim dưới sợi len, kéo len qua hết 3 vòng len, sẽ tạo ra một mũi ký hiệu là chữ A in hoa. Đây là một mũi giảm. Tiếp tục giảm mũi thứ hai, đâm vào chân bính kế tiếp, chân bính thứ tư, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 2 vòng len, tiếp tục đâm kim vào chân bính thứ 5 kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 3 vòng len, để kim dưới sợi len, kéo len qua hết 3 vòng len trên kim, tạo ra được mũi giảm thứ hai. Tiếp tục mũi giảm thứ ba, mũi A thứ ba, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 2 vòng len, đâm kim vào chân bính kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 3 vòng len, kéo sợi len qua hết 3 vòng len, tạo ra được mũi giảm thứ ba. Đâm kim vào chân bính kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 2 vòng len. Đâm kim vào chân bính kế tiếp, kéo len qua, trên kim có 3 vòng len. Để kim dưới sợi len, kéo hết qua 3 vòng len, tạo ra chân mũi giảm thứ tư. Ở đây còn dư một mũi, không đủ hai chân bính để mình móc mũi giảm, cho nên mình sẽ móc ở đây một mũi đơn. Một mũi đơn này là hoa văn hình chữ V, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 2 vòng len, để kim dưới sợi len, kéo hết qua 2 vòng len, tạo ra mũi đơn hoa văn hình chữ V lên một bính. Mũi giảm, nhưng mà cái này là mũi đơn giảm, cho nên mũi đơn nó có chiều cao bằng một bính, lên một bính. Quay sản phẩm lại, đây là mặt trái của sản phẩm, còn đây là mặt phải của sản phẩm. Đâm kim vào chân bính đầu tiên, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 2 vòng len, đâm kim vào chân bính kế tiếp, chân bính thứ hai kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có 3 vòng len, để kim dưới sợi len, kéo hết qua 3 vòng len, tạo thành mũi giảm đầu tiên. Một mũi giảm, hai chân móc chụm đầu mũi đơn, móc mũi đơn vào hai chân móc và chụm đầu lại thành một mũi, thành một mũi, cho nên nó sẽ có một mũi bính,
một chân bính. Cái này là chụm đầu, hai mũi đơn chụm đầu, hai mũi đơn khác chân móc chụm đầu lại thành một mũi đơn. Thăm kim vô mũi đơn, mũi chân bính kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có hai vòng len, đâm kim vào chân bính kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có ba vòng len, để kim dưới sợi len, kéo len qua hết ba vòng len, tạo ra mũi giảm thứ hai. Ở đây có một chân bính không có tạo ra được mũi giảm, cho nên mình sẽ móc ở đây là một mũi đơn. Mũi đơn này hoa văn hình chữ V, để kim dưới sợi len, kéo sợi len qua, trên kim có hai vòng len, để kim dưới sợi len, kéo len qua hết hai vòng len, tạo ra mũi đơn hình hoa văn hình chữ V. Đây là mặt phải của sản phẩm, còn dưới đây là mặt trái của sản phẩm. Hàng thứ nhất là mặt trái của sản phẩm, hàng thứ hai là mặt phải của sản phẩm. Ở dưới đây lên một mũi bính, quay sản phẩm lại, móc vào chân bính đầu tiên mà mình móc một mũi bính, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có hai vòng len, đâm kim tiếp vào chân bính thứ hai kế tiếp, để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có ba vòng len, để kim dưới sợi len, kéo len hết qua ba vòng len, tạo ra mũi giảm đầu tiên của hàng thứ ba. Ở đây có một chân bính không móc được mũi giảm, cho nên mình móc một mũi đơn. Mũi đơn này hoa văn hình chữ V, cho nên để kim dưới sợi len, kéo len qua, trên kim có hai vòng len, để kim dưới sợi len, kéo len qua hết hai vòng len, tạo ra mũi đơn hoa văn hình chữ V. Cứ hai chân bính móc hai mũi đơn liên tiếp nhau và chụm đầu lại thành một mũi đơn sẽ tạo ra là một mũi đơn giảm, tạo ra mũi giảm. Lên một bính, quay sản phẩm lại, móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư còn hai chân bính thứ nhất, chân bính thứ hai, đâm kim vào chân bính thứ nhất, để kim dưới sợi len, kéo len qua, giữ nguyên hai vòng len trên kim chưa có móc nha. Rồi đâm kim vào chân bính kế tiếp, chân bính thứ hai, để kim dưới sợi len, kéo len qua, tạo thành ba vòng len trên kim. Bây giờ để kim dưới sợi len, kéo len luồn hết qua ba vòng len, tạo ra mũi giảm của hàng thứ tư. Là còn một chân bính. Hàng thứ năm sẽ còn một chân bính. Móc lên một bính, quay sản phẩm lại, hàng thứ năm còn một chân bính không tạo được mũi giảm, cho nên mình sẽ đâm kim vào chân bính, một chân bính này luôn, để kim dưới sợi len, kéo len qua, chân kim có hai vòng len, để kim dưới sợi len, kéo len qua hết hai vòng len, móc tạo ra một mũi đơn hoa văn hình chữ V. Vậy là xong. Bây giờ mình chỉ móc hàng thứ sáu cũng còn một chân bính, cho nên mình cũng chỉ móc được một mũi đơn thôi, không móc được mũi giảm. Nó sẽ tạo thành hình tam giác.